giờ là các bạn hiện tại bạn là một đôi bên chuyên nghiệp hay đang có ý tưởng kinh doanh muốn, hoặc chỉ là chủ của một hàng ăn lớn hoặc nhỏ, bạn đang rất đau đầu băn khoăn trong việc làm thế nào để có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm thiết bị công nghiệp tốt nhất cho hệ thống bếp của mình phải không nào? Xin đừng lo lắng, hãy đến với Oxy Việt Nam, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn, đưa ra cho bạn những option hợp lý nhất, hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất. Quay trở lại video ngày hôm nay, như thường lệ mình sẽ lại đưa ra cho bạn một lựa chọn mới nhé. Nào, chúng ta hãy cùng nhau xem đó là thiết bị bếp gì. Sản phẩm mà ngày hôm nay Rossi Việt Nam muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó chính là một chiếc nồi nấu súp do hãng Đức Việt sản xuất, có mã số là DVFD10AD. Thì như mọi người cũng đã biết rằng là những món súp thơm ngon, bổ dưỡng với sự kết hợp của rất là nhiều thực phẩm thì luôn được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các bé yêu. Không những thế thì đây còn là món ăn rất là thích hợp để dùng để khai vị trong những buổi họp mặt, những bữa tiệc nữa, có phải không ạ? Thì tuy nhiên thì trong các nhà hàng, khách sạn, các bếp ăn công nghiệp thì để phục vụ một lượng khách rất là lớn, hàng trăm, hàng nghìn người như vậy thì đòi hỏi đầu bếp phải rất vất vả trong khâu chuẩn bị và khâu chế biến súp. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ đem đến cho quý khách hàng một giải pháp vô cùng hữu hiệu, đó chính là chiếc nồi nấu súp Đức Việt. Với nồi nấu súp Đức Việt này thì bạn có thể mang đến cho nhà hàng của mình những món súp vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng nhưng lại không mất quá nhiều thời gian để chế biến. Chiếc nồi nấu súp Đức Việt có mã số là DVFD10AD, có thông số kỹ thuật như sau. Đây là một trong những chiếc nồi nấu súp do hãng sản xuất của Đức Việt, có model là DVFD10AD. Kích thước của chiếc nồi nấu súp là 380 x 380 x 380, nặng 5,5 cân và dung tích là 10 lít. Với công suất là 400W/1 giờ, sử dụng chất liệu vỏ ngoài của nồi được làm bằng gang phủ sơn tĩnh điện. Thì với chiếc nồi nấu súp này, các bạn sẽ có cho mình một trợ thủ rất là đắc lực trong công cuộc chế biến súp đấy ạ. Bởi vì nồi nấu súp của Đức Việt được làm bằng chất liệu gang, mang đến độ bền cao, giữ được hương vị và các chất dinh dưỡng trong món ăn. Còn đây là công ty của chúng tôi, Rossi Việt Nam. Với chiếc nồi nấu súp Đức Việt có núm điều chỉnh mức nhiệt, giúp đầu bếp có thể thao tác dễ dàng và kiểm soát nhiệt độ một cách chủ động. Đây, mọi người có thể thấy rằng là nhân viên Rossi của chúng tôi đang xoay chuyển chiếc núm một cách rất là dễ dàng đấy ạ. Nồi nấu súp có trang bị bộ phận xả hơi trên nắp, giúp đẩy lượng hơi dư thừa trong quá trình nấu một cách dễ dàng. Đây, chúng ta có thể thấy rằng là đường nét thiết kế của chiếc nồi nấu súp này rất là gọn nhẹ, phải không ạ? Đây là phần bộ phận nắp. Đây là bộ phận dùng để nấu súp. Các bạn nhân viên của chúng tôi đang tháo ra đây. Với dung tích là 10 lít như thế này, các bạn có thể chế biến một lượng súp rất là lớn trong thời gian rất là ngắn. Đồng thời vệ sinh cũng là rất là dễ dàng. Đây là phần dùng để truyền nhiệt đấy ạ. Chiếc nồi nấu súp nhỏ gọn như thế này, với giá thành rất là hợp lý, thì tại sao các bạn không sắm ngay cho mình để có một trợ thủ đắc lực trong công việc chế biến súp nhỉ? Đây, với mỗi một chiếc nồi nấu súp thì bạn sẽ có một phích cắm sẵn như thế này. Các bạn chỉ việc cắm vào ổ điện ba chân và chúng ta có thể sử dụng nó một cách rất là dễ dàng. Với thiết kế nhỏ gọn như thế này thì bạn hoàn toàn có thể tìm được một vị trí thích hợp trong khu bếp để có thể đặt nó. Với nồi nấu súp Đức Việt thì việc chuẩn bị các món súp thơm ngon cho các nhà hàng với số lượng thực khách là hàng trăm, hàng nghìn thực khách thì đã không còn là điều quá khó khăn cho các đầu bếp của chúng ta nữa, phải không ạ? Thì với mỗi một chiếc nồi nấu súp như thế này sẽ đều có núm điều chỉnh, bên cạnh sẽ là đèn báo. Với chiếc nồi nấu súp này thì các bạn có thể dễ dàng chế biến các món súp tôm, súp cua, súp gà nấm, súp bào ngư hay súp rau củ quả.
và vân vân, rất là nhiều các loại súp từ các món ăn ngon được chế biến từ nồi súp nước Việt sẽ có thể giữ nguyên được đầy đủ hương vị và các chất dinh dưỡng, chắc chắn là sẽ khiến các đầu bếp, những thực khách rất là hài lòng và ưng ý. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành sản xuất thiết bị bếp công nghiệp thì Rossi Việt Nam khẳng định rằng là sản phẩm nồi nấu súp do Đức Việt sản xuất sẽ là một giải pháp tối ưu nhất cho nhu cầu kinh doanh của các quý khách hàng. Đây, chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn lại một lần nữa chiếc nồi nấu súp này nhé. Và với mỗi một chiếc nồi nấu súp DVSD10AD do Đức Việt sản xuất thì các bạn sẽ được bảo hành 12 tháng. Trong vòng 12 tháng bảo hành, các bạn sẽ được thay thế linh kiện miễn phí. Hết quá trình bảo hành sẽ được chuyển sang quá trình bảo trì sản phẩm trọn đời. Và mỗi một nồi nấu súp Đức Việt DVSD10AD được Rossi Việt Nam cung cấp ra thị trường thì chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng một chiếc thẻ bảo hành. Trên đây sẽ có ghi lại đầy đủ thông tin của sản phẩm như thông tin của quý khách hàng, ngày giờ xuất kho, để từ đấy chúng tôi có thể cung cấp cho các quý khách hàng một chương trình hậu mãi tốt nhất và phù hợp nhất. Các bạn vừa xem xong video ở trong chương trình chế biến thực phẩm đang được ưa rất nhiều đầu bếp sử dụng hiện nay. Sản phẩm này phù hợp với mọi nhà hàng, khách sạn như bếp ăn tập thể để trang bị thiết bị bếp công nghiệp như bếp này được bảo hành với Rossi Việt Nam có hotline 0912 863 364 hoặc truy cập vào website rossi.vn để có thể được tư vấn cụ thể nhé. Nếu thích và quan tâm đến các thiết bị bếp công nghiệp khác, hãy gửi đóng góp hay comment cho kênh. Các bạn hãy nhấn nút do được quên nhấn like để chúng tôi có thêm động lực làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.